cũng là em nghĩ em muốn gì như vậy cũng test thứ năm hôm nay là coi như là ba trận qua đài em mới một coi ở ngoài đúng rồi anh vào là anh vào cho em anh là theo mày cứ đâu là em đâu đó biết nào một đều hai một một ba một bố một quả
thắng trực tiếp. Như vậy là kết quả của trận tứ đại thứ hai của đại kỳ 59 thì Bình thắng là 4-1 nghiêng về đại chủ Hoàng Xuân Sơn.